Thì mình đã đánh cái game đầu thì rất là không biết thì có liệu có thắng hay không anh em. Nếu như mà game đầu mà khởi đầu á mà anh em chơi thua thì coi như là cái trận cúp đó là bỏ luôn anh em, đánh làm gì nữa. Mà anh em đánh win 2 game rồi mà game cuối anh em lại thua thì phải nói nó cay thật sự anh em. Nhưng mà mình sẽ cố gắng win hết 3 game nha anh em ơi. Thì đối với game đầu tiên này thì team bên bạn bích tướng khá là dễ cho mình. Thì mình đánh thì mình nghĩ sẽ đơn giản thôi anh em. Nhưng mà khó chịu một chỗ là bên kia có Aya anh em, và thằng rừng nó lại thằng Nắc. Thì thằng Nắc thì anh em biết rồi đó, đầu game thì nó khá là cơ động và nó đi gank khá là ngon hơn con Golem. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà xét về cái mặt mà luyện đam á, tầm giữa game hay cuối game thì mình nghĩ Nắc nó không có tuổi anh em. Thì tại sao mình lại dám khẳng định và dám nói như thế anh em? Thì riêng về mấy ông Nắc như thế này thì mình không có sợ nha, bởi vì mình lên bu đồ mình lên là full đam và mình kèm theo là cái dàn hậu vệ nữa anh em. Thì riêng về những Nắc rốt á thì mình không có ngán, bởi vì mà khi mà William nó full đồ anh em, nó sốc đam rất là nhanh. Nắc mà chưa kịp phản ứng nữa thì mình nghĩ là đã sốc đam gọi là bốc hơi rồi anh em. Đó, anh em thấy mình nói đâu sai đâu. Đầu game thì thằng Nắc công nhận thì nó di chuyển khá là ngon anh em. À đây, tù lên đây. Anh em đánh tù lên nhớ chừa chiêu 2 anh em ơi. Đây chiêu 1. Trời ơi, nó vẫn còn chiêu 2 kìa. Thế mà vẫn kịp à bạn. Thôi xong rồi anh em ơi, pha này chắc mình chết rồi, quay lại chơi luôn anh em ơi. Thôi biết ngay mà anh em thấy không? Thì mình đã nói rồi, đầu game thì Nắc nó di chuyển khá là cơ động và nó ngon hơn Golem mình rất là nhiều. Nhưng mà mình dám đảm bảo với anh em luôn, về giai đoạn tầm giữa game và cuối game thì mình nghĩ Nắc nó không thể nào mà nó có tuổi được chứ mình đâu anh em ơi. Cái gì hiểu không? Ok, ông này thì chứ gì mình hiểu rồi anh em ơi. Ông này là đang coi thường mình anh em. Tại đầu game thì ổng bích Ngộ Không là ổng đòi đi rừng, nhưng mà mình có bích Golem vào rồi anh em ơi, nên ổng không đi rừng được. Hiểu gì không? Ông này ok, mình sẽ ghi nhớ nha anh em. Tí nữa mình sẽ trả thù sau nha. Mình sẽ cố gắng mình farm nhanh nhất nha anh em ơi. Tại vì Golem chúng ta thì mình đã nói rồi, nếu như mà anh em đã bị vào những cái tình trạng mà bị phế đầu game á thì anh em phải cố gắng farm cho mình nhiều nhất. Từ từ anh em ơi, mình nghĩ thằng Violet, thằng Phoenix. Ui dùi, cái thằng Phoenix nó đi về rồi anh em ơi. Rồi bắt luôn thằng Tulane nè. Có chết đây, không chết được anh em ơi. Hôm nay Tulane vẫn không chết nha. Tem bạn là có Phoenix thì khá là khoai anh em. Phoenix còn cầm AD nữa thì khá là khó. Từ đây mình lướt đây nè, từ từ coi thằng Aya anh em ơi. Đây thằng Aya chết rồi bạn ơi, chạy đâu bạn ơi. Từ từ anh em, thằng Phoenix nè. Thôi chứ bỏ anh em ơi, pha này mình nghĩ là bỏ nha. Tại vì mình lúc nãy mình có để ý là mình thấy thằng Nắc rốt biết ngay mà nó đi từ mít đi lên anh em ơi. Ấy chỗ gì mà ngáo vậy không anh em, nhìn kìa. Trời ơi, Nắc rốt bị ngáo anh em ơi. Pha này hình như là ông Nắc ông bị ảo tưởng rồi nha. Ui Ngộ Không lên anh em thấy không, cái tù mà khi mà anh em ăn cái con Shisa thì anh em phải ở lại đếp đường, còn anh em mà ăn con rồng thì về cái lượng đao thì anh em khá là mạnh và khá là ngon. Thì mình khi thật rồng mà nếu như mà lựa chọn giữa rồng và Shisa thì con nào nó cũng đều có cái mặt tốt và cái mặt xấu của nó anh em. Thì mặt tốt của con rồng là nó cho anh em đam, nhưng mà về cái khả năng mà đẩy đường thì nó không có ngon bằng con Shisa. Còn riêng về Shisa thì anh em lại có khả năng đẩy đường nhưng mà lại không có khả năng đam gây đến tướng anh em. Thì như thế thì con nào cũng ngon anh em. Thì nếu như mà anh em mà ăn được hai con thì là càng tốt anh em. Anh em được cả hai luôn thì quá là ngon luôn anh em. Vừa có đam mà vừa có khả năng nảy đường nữa. Hồi xong Aya ngon anh em ơi. Pha này cây quá hay anh em. Di chuyển coi như là một pha đá chấm ti, coi như là bắn chết hai tà bạn luôn. Đây anh em ơi, pha này mình ăn con rồng thì mình nghĩ chắc không muộn đâu anh em. Đấy, lượm con rồng thì quá là ngon. Cộng thêm lượng đam nữa thì Kahi mình nghĩ đái sẽ rất là đông. Pha này mình nấp bùi mình đợi. Trời ơi anh em ơi, chắc khỏi đi. Pha này mình đợi là định nấp, mình đợi ông Phoenix và ông Aya lên để mình băng tụi mình giết luôn anh em. Nhưng mà mình nghĩ thôi chắc khỏi đi. Mình pha con bùi trước anh em, tại vì mình thèm bùi quá chịu không nổi anh em ơi. Ôi trời, Tulane nè, thôi xong rồi bạn ơi. Bạn hết máu, bạn còn đứng ở trong tầm mình nữa thì quá tuyệt vời anh em. Đây anh em ơi, chặn đầu nha. Pha này là mình chặn đầu lại nha anh em ơi. Cái gì đây bạn ơi? Muốn chơi à? Thôi. Trời, thôi xong rồi anh em ơi, thằng này nó hay quá. Pha này phải thích hay anh em ơi. Pha này phải thích kiểu như là đợi mình hết canh tì á thì lao vào bắt mình em. Thôi xong luôn, xong tù quá luôn anh em ơi. Thì do thời lượng video là mình quay nhiều video anh em đó, thì mình sẽ cắt bớt đi những cái phần nào đó nó không cần thiết anh em, để tránh cái tình trạng là video quá dài làm anh em khá là nhàm chán. Thì mình sẽ tóm tắt cho nó nhanh gọn nha anh em ơi. Thằng Nắc rốt đây anh em ơi, đây. Trời ơi, thôi xong, hay quá. Ngộ Không pha này đi lên đúng lúc đó bạn ơi. Lụm nè anh em, ngon, một bàn cho mình.
thôi rồi, thằng Nắc đi đường này chắc luôn em ơi, biết ngay mà. Ngoài cái đường ra thì làm gì còn đi đường nào nữa nè. Con này quay lại sóc đầm mà ông ta đào nhanh em ơi. Con này có ngộ không mà ngán cái gì, chưa kể hai mình đều có chiếc mạng hết em. Chiêu hai là ok anh em, chứ một kill dành cho mình, ba mạng dành cho mình là giây phút thứ 5. Và tổng cộng mình đã ăn được 5 mạng anh em, thì mình ăn bằng thời gian nha. Thì với cái hiện tại mình ăn bằng thời gian và mình farm cái này nữa thì hiện tại mình đang là người xanh nhất team anh em. Đấy, xanh nhất thì anh em làm gì, chắc chắn phải cảnh team rồi anh em. Nhưng mà anh em phải, tuy là anh em xanh nhưng mà anh em nhớ farm cho mình nha. Chứ anh em xanh mà anh em đừng có đánh láo nha. Anh em đánh láo mà anh em chết đầu game thì cái mạng sức đau rất là quan trọng á. À cho bùa, ok ok, cho bùa luôn anh em ơi. Thì đấu cúp thì anh em vì đồng đội một tí xíu. Bởi vì đấu cúp thì quan trọng ở đồng đội cũng nhiều anh em. Anh em mà đánh mà kiểu như đơn lẻ mà không có đồng đội thì thua khá là cao á. Với lại game này game khởi động nên mình không muốn thua anh em. Vinicter chạy đâu bạn ơi, bạn chạy đâu nữa, bạn chấp nhận bạn chết đi. Ông này vẫn không chịu chấp nhận số phận anh em ơi, vẫn cố gắng. Đây nè, đây cố gắng à, sóc đam chết được Vinicter rồi anh em ơi. Từ từ ai dám, trời cái gì mà ghê vậy bạn. Pha này sóc đam rồi em ơi, pha này mình nghĩ chắc mình cay cay được ngon anh em ơi. Qua chiếc bật kêu, liệu có mẹ, ui mình đang tính nói liệu có qua ra kêu không, nhưng mà thật sự không có anh em, quá là tiếc. Thôi rồi, mình 8-2 rồi anh em ơi. Kiểu này là mình nghĩ là ông Nakrod ổng không hề có cái tuổi mà ổng sốc đam lại mình nữa anh em. Anh em thấy không, gặp mình là chạy thôi. Mình cấp 10 mà không phải, mình lên cấp 11 rồi anh em, mà Nakrod hiện tại đang là như cấp 8, cấp 9 vậy á. Thua mình tới 2-3 cấp nữa anh em ơi. Chạy đâu rồi, trời chạy nhanh thế bạn ơi. Thôi xong, thôi xong ngộ không rồi anh em ơi. Con này ngộ không có vẻ là sẽ là bàn điểm số thôi. Thôi lên không bạn ơi, thôi lên rồi anh em ơi. Đây từ từ, từ từ anh em ơi, không biết có nên treo ổng lại không ta. Từ từ anh em, mình sẽ lựa thời cơ và thời điểm để mình treo lại nha. Tại vì đầu game ổng để ý anh em, mỗi lần mà mình chết một mạng nha, cái ổng lại kêu là hiểu anh em. Cái kiểu như là ổng nó móc mình á, đấy. Khá là cay anh em. Một pha này mình nghĩ là sốc được Aya nè, mà mình hơi nhát tay anh em. Tại vì mình muốn đánh một kiểu như là an toàn đấy, em không? Chọc lại ngay, mình là có thù sẽ trả anh em, hiểu liền. Này thì dám càng kỳ tôi à, càng kỳ mình là không được luôn nha anh em ơi. Đánh thì cứ lo đánh đi, mới đầu game người ta chết mới có bạn đầu anh em. Đã nhắn từ hiểu là mình hiểu rồi, là anh em biết là gì đúng không? Từ từ anh em ơi, mình nghĩ mình ăn con blue cái đã rồi mình sẽ xuống ăn con Sisa sau nha anh em. Bởi vì con Sisa ở phút thứ 8 này mình nghĩ là anh em nên chọn ăn Sisa thay vì ăn rồng nha. Bởi vì thì nội tại của con Sisa ở giây phút thứ 8 thì đã được chỉnh lại rồi anh em ơi. Thì thứ 8 thì anh em có thể thả được Sisa ra vào phút thứ 12. Còn riêng về những giây phút mà từ 15 đổ đi á, thì anh em chỉ lấy được cái nội tại của con Sisa thôi, chứ không thể nào mà thả con Sisa mà lấy được anh em. Thì không có ai tăng trụ, nhưng mà được một cái thì cái nội tại của Sisa á, nó giật rất là đau anh em. Và thứ hai nữa là nó giật trụ nữa nha anh em, nó giống như cấm trụ á, nó giật rất là đau. Nhưng mà nó đổi lại cái thì không có cái khả năng đỡ đòn của Sisa lớn mà khi anh em chạm bộ trụ nha. Thì mình nghĩ nếu như mà giữ nội tại Sisa phút 15 á, thì lúc mà thả Sisa bộ chú ra á, cái tỷ lệ thắng nó sẽ rất là cao anh em. Còn cái tỷ lệ của lần này á, thì mình cảm thấy nó cũng cân bằng game thôi anh em ơi. Bởi vì được cái này hút cái kia mà, tuy là không có con đỡ đòn nhưng mà về cái giật kia thì quá đau luôn anh em ơi. À thằng Nắc rồi, trụ qua từ từ anh em mình về nha. Ui quá tôi không cần, không cần đâu anh em ơi. Đây là mình nhắn tin trọng biết nha, lên đi bạn ơi. Pha này thì mình có kinh nghiệm nè, pha này mình chỉ nè mà, pha này anh em nên chừa ti cho mình. Thôi thôi khỏi chừa anh em ơi, pha này mà đang định chừa nhưng mà thôi luôn, sốc đam luôn. Chứ pha này là đúng ra phải chừa ti là nha anh em ơi, tránh cái trường hợp là bị thằng Nắc sốc chết nha. Pha này bỏ anh em ơi, pha này coi ra anh em mà chết pha này coi như là toang luôn ấy. Pha này mình về hồi máu nha anh em, lính thì mình sẽ đợi nó khi vào trụ mình sẽ bắt nha. Đâu rồi Nắc rồi, sốc đam luôn anh em ơi, đẩy nhìn không, còn một xíu máu thôi, về bạn ơi, đẩy không về thì thua thôi anh em. Đó là một cái mẹo mà khi mà anh em thủ trụ nha, cái pha kia thì đáng lý ra là mình không nên dùng đi anh em, tại vì mình lỡ dùng rồi nên thôi luôn, mình sắp down luôn anh em. Game đấu đầu tiên đã thành công và khởi động mỹ mãn rồi anh em ơi. Trận đấu đầu tiên thì đã win một cách khá là dễ dàng. Không biết trận thứ hai như thế nào thì mời anh em đón xem trận thứ hai nhá. Thì lại là mình đây anh em ơi. Thì mời anh em đón xem trận thứ hai. Thì trận thứ hai này thì team đầu game thì team mình đã ăn hết hai mạng rồi anh em, khá là ngon. Mình thì khởi động từ bùa xanh qua bùa đỏ, nhưng mà chưa kịp ganh mạng nào thì team mình đã giết hết rồi anh em ơi, khá là tiếc. Trận này thì kèo và đích tướng thì mình nghĩ là team mình vẫn nhỉnh hơn anh em. Nhỉnh hơn là bởi sao anh em? Bởi vì có ông John.
và có mình thì mình là một người chuyên trời ơi, mình vừa gãy xong thôi xong rồi anh em ơi, thôi tha cho mình đi bạn ơi, bầu game mà đừng có giết mình, tội nghiệp mình lắm. Từ từ anh em ơi, mình cố gắng mình né chiêu nha, từ từ đừng nhìn. Ok thấy anh em ơi, con này Valet không hề thấy nha. Từ từ nè anh em giật bộ lướt lướt đẩy lại ngon em ơi, con này có tin nè, đây lách nha anh em. Anh em nhớ né chiêu 2 của con Ken em ơi, từ từ né chiêu là đó anh em không. Phải nói rằng là mình né chiêu cũng tốt em. Pha này thì thằng Ken nó lên giày trước nên nó đi khá là nhanh, còn mình thì chưa lên giày nè. Và pha này mình đã lên được rồi. Cái gì vậy ông? Thằng ra nó thấy thôi xong chưa kịp bình nữa đã chết rồi em ơi. Thằng ra rồi. Ui thằng ra nó khôn thế, nó không chạy à? Phải vậy ông ơi, pha đó thì mình nghĩ là ông ra ông đoán được sai nha, chứ không phải hắc mát rồi nha. Bởi vì khi mà trước khi mà Bijan chạy á, thì ông ra trước khi á mà thấy Bijan chạy á, đã thấy được cái sai Bijan là đi vô đây rồi anh em. Đó, nên họ chỉ cần suy luận và phân tích một chút xíu thôi thì sẽ biết được cái người đang núp ở đâu anh em. Thì những cái mẹo này thì mình nghĩ tầm những cái người mà chơi lâu năm thì họ sẽ biết hơn em ơi. Mình nghĩ ông Bijan này có thể không biết. Không phải hát map đâu em ơi. Sau đó thì mình khẳng định lại một lần nữa là không phải hát map rồi nha. Sai là hết từ đầu rồi anh em ơi. Nếu như mà gặp những cái trường hợp hát map thì nhìn cái biết liền anh em ơi. Đó anh em không? Không phải hát map nha. Pha này hát map thì đã đá mình rồi, dễ gì mà không đá. Thôi xong manh ga rồi anh em ơi. Ui xin thích chia à. Đây mình sẽ chỉ cho anh em một cái mẹo mà khi mà anh em gặp đối đầu với xin thích chia nha. Riêng về cái con tướng này á, là nó có cái anti là lúc mà anh em lao vào nó sẽ anti lên và nó là cái lượng máu của nó đã mất. Thì khi mà gặp nó thì anh em cứ bình tĩnh thôi. Anh em hãy cố gắng lên full đồ càng sớm nha. Và anh em hãy sốc đạp nhanh. Thì nó không kịp bình tĩnh cho em ơi. Thật sự, William là một con tướng phải nói rằng là về cái độ mà ảo diệu và cái độ mà yếu tố tạo bất ngờ anh em, nó sẽ cao hơn cái con Ngộ Không cũng một chút xíu thôi. Cũng không gì gọi là nhiều. Đây em nhìn nè, đây em nhìn nha, em nhìn nha. Sốc đạp nè, đó thấy không? Đó, thấy không? Khi mà nó bật tên lên thì nó vô địch một chút xíu. Và nó hồi lại cái lượng máu của nó đã mất. Trời ơi, phải nói rằng khó chịu thật sự anh em. Nhưng mà cái pha đó nếu như mà anh em đùa hơn một chút xíu thì mình nghĩ đã sốc đau chết rồi anh em, không kịp bật cái tia đâu. Nhưng mà pha đó thì tiếc rằng là đồ mình nó chưa được nhiều anh em, đồ hơi ít. Thì khi mà đồ hơi ít thì anh em hãy cố gắng chịu khó farm nha anh em. Anh em farm càng nhiều càng tốt, tránh cái trường hợp là anh em để cho chúng ta bị cuốn vào trong cái gọi là giao tranh quá nhiều anh em. Tuy là anh em giao tranh nhiều nhưng mà anh em không ăn được mạng thì nó cũng vậy anh em. Giao tranh nhiều mà ăn được mạng thì đáng sẽ giao tranh. Nhưng mà một người chơi đi rừng mà anh em muốn đánh mà nó hay á thì anh em phải cân bằng giữa cái độ đi farm và cái độ đi gank nha anh em. Thì tại sao mình lại nói vậy, thì anh em phải dựa vào tình huống mà anh em chọn lane để anh em gank nha. Như những cái pha này thì mình nghĩ chắc không cần phải gank đâu anh em. Thứ nhất là Bijan đè được cái đường của ông top rồi thì mình hạn chế gank đường top nha anh em. Và tập trung chủ yếu là gank đường boss nha. Nhưng mà từ nãy tới giờ thì boss không có cơ hội để gank em ơi. Cái gì đây bạn ơi, biết ngay mà, mình nghi lắm anh em. Pha đó thì mình nghĩ Bijan, trời ơi ra ơi ông làm gì ông ra. Đây nè, chết rồi bạn ơi, đây anh em né chiêu nha, từ từ nha, quay ngược lại chơi nè. Sóc đam con xỉn chia chứ nè, rồi xong. Anh em thấy không, phải nói rằng là rất là nhanh và gọn và lẹ nữa. Thì William chúng ta là một con tướng phải nói rằng là gây yếu tố bất ngờ khá là nhiều và bộ cái kỹ năng quá là ngon anh em. Khi mà anh em giết người thành công hoặc là anh em hỗ trợ mà khi mà đối phương mà được anh em trả bằng chiêu 2 hay chiêu 1 bất cứ chiêu nào cũng được thì anh em đánh thưởng được. Anh em miễn sao anh em có gây sát thương lên là được. Thì khi mà đối phương đã chết thì anh em sẽ hồi nguyên lại cái bộ combo luôn. Và William này có được cái nội tại khá là ngon là khi mà anh em sốc đa từ sau lưng thì sẽ nhận được 100% chí mạng nha. Đó, bất cứ tướng hay là quái như vậy anh em ơi, chết bạn ơi. Ui thằng bò nó trâu em ơi, nhưng mà mình nghĩ trâu đến lâu cũng chết thôi. Bò mà trâu cỡ nào mà có xoay lưng lại đi chăng nữa thì mình nghĩ chí mạng chịu không nổi anh em ơi, anh em thấy không? Phải nói rằng là mình sốc đam cái đó mà ra không kịp ở tay luôn em, mình nói thật. Những cái pha đó tuy là những cái ông ra đặc biệt là những cái mức ranh tầm 30 sao, 40 sao thì mình nghĩ cũng không bao giờ làm được kịp anh em. Thậm chí là thao tác tay. Bởi vì con ra ở trong cái meta này thì mình nói thật là con ra thì tuy là được tăng sức mạnh lại nhưng mà nó khá là khó chơi. Và về cái mức độ mà cái mạng thì cũng rất là khó anh em. Thì dạo gần đây mình gặp ông những con mà chơi ra thì khá là ít. Thậm chí là những con mà như gia ta anh em là càng ít nữa. Còn những cái con tướng mà mình gặp đi mít dạo gần đây nhiều á, đa số là Natalia nè, trên cầu thủ cũng có anh em. Đó, hay là gặp đi lắc đó, gặp gặp mấy con đó thôi anh em. Còn những cái con mà như gia ta hay là con kiểu như lúc nãy anh em gặp á thì không còn anh em. Thôi xong rồi tên mình kìa. Từ từ anh em ơi, pha này mình nghĩ mình đi farm đi. Mình nghĩ khỏi lên anh em, tại vì tên mình chết rồi. AD chết rồi thì cố gắng đi chăng nữa cũng vậy anh em ơi. Còn có ai không đây?
Ủa, thằng ra nó khôn thế, nó không ra đây à. Ủa, thằng ra này nó thuộc dạng nó mắt cao nè em, chuyện nó đứng núp bụi nó đợi ông Ken em, thì thằng Ken nó đứng bên trái á. Cái gì mà đá bạn ơi, gì ghê vậy. À anh em, cái pha nãy là thằng Ken đi ngang quá nên ông rào phải sai, bò này sai lầm anh em ơi. Toro thực sự không trâu như các bạn tưởng đâu. Trời ơi, trâu muốn trâu á thì anh em ít nhất phải có những cái món đồ mà kiểu như là thiên thức truyền hay là giáp khốn khổ thì mới ra còn trâu. Đằng này Toro chưa gì hết mà đã ảo ảo rồi anh em. Tại vì mình hiện tại mình đang có món đồ xuyên giáp mà chưa kể mình cũng xanh nữa. Trời ơi, đồ sóc nam mình anh em nhìn nè. Trời ơi, anh em thấy không, mình bắn cái đó mà thôi xong. Hay quá mình ra ơi. Ôi trời ơi, Ken nó trời, bạn ơi, bạn ra đây là bạn sai lầm nữa, ngon anh em ơi. 7 mạng ở dưới phút thứ 7. Từ nãy tới giờ như là mình để ý của mình ăn mạng bằng thời gian anh em khá là nhiều. Thì khi mà anh em xanh cỡ này thì mình nói thật, anh em đánh Guardian rất là dễ. Thứ nhất là dễ win, thứ hai là một game đấu này quá dễ dàng luôn anh em. Đây nè, sóc đạp nè. Cái gì mà trâu thế đây anh em ơi. Trời ơi, bốc hơi hết luôn. Thôi xong rồi, kiểu này là win nữa rồi anh em ơi. Anh em mà đánh kiểu này thì mình nói thật là anh em chơi game dù có một trận, hai trận hay ba trận đi chăng nữa thì anh em vẫn win một cách dễ dàng thôi. Bởi vì khi mà William xăm đó thì trời, cái gì xảy ra ơi, làm gì thế ông, một bạn nữa anh em. Số từ nãy giờ mình ăn bạn khá là nhiều nha. Bây giờ là anh em mà sốc đau nha. Bởi vì khi mà anh em sốc đau vào tưới hay vào lính á thì cái sát thương của kim bộ anh em nó có thể nổ vô trụ nha anh em ơi. Ở thì anh em cứ tự tin lên nha anh em. Khi mà anh em chơi William hay là anh em chơi một con tướng nào đó càng nhiều thì cái kinh nghiệm anh em chơi sẽ cũng rất là nhiều anh em. Nó sẽ được tăng theo số trận nha. Thì anh em để đi, một người chơi lên 100 trận sẽ khác một người chơi lên 500 trận anh em. Trời ơi, pha này sắp một phát chết luôn em ơi, phải nói rằng là không còn gì để nói nữa. Thôi xong luôn bạn ơi, đi luôn nha bạn ơi. Pha này từ từ em ơi, pha này mình nén bò ra đã anh em. Bởi vì thằng Toro khá là trâu, mình không muốn dây vào thằng Toro nha anh em ơi. Ồ, thèm bùa quá anh em ơi, nhưng mà thôi, mình chịu bùa lại cho ông Bian đi anh em. Pha này mình rút lui, mình về mình ăn xì xa nha, để cho win nó nhanh anh em ơi. Cái gì đây bạn ơi, bạn chặt thì ai vậy. Trời, ông công nhận ông bình gia này cũng nhanh tay anh em ơi, anh em thấy không. Phải nói rằng là mấy ông này đánh rất là nhanh tay nha, đặc biệt là chuyên về những cái mạng và kill thì cực kỳ nhanh tay luôn. Còn riêng về cái mạng mà hỗ trợ đồng đội hay là cover thì mấy ông khá là chậm anh em. Anh em để ý không, y chang luôn anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm về cúp đó, mình sẽ làm full hết cúp luôn em. Mình nghĩ trận đấu này đã win rồi thì mình nghĩ trận thứ 3 không biết win hay thắng thì em nhớ đón xem nha. Và đem coi đeo thứ hai đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên đón xem những đeo sớm nhất của mình nha anh em ơi. Và mong rằng anh em có thể giúp mình đạt được 5 cái sub sớm nhất nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Phần này win anh em ơi. Thì anh em nào đang có nhu cầu kể thuê thì cứ liên hệ số Zalo mình để chốt phần video nha. Và bạn nào hiện tại mà chưa có được chiếc game á, hay là anh em muốn chơi những cái vòng quay may mắn thì các bạn nhớ ghé vào shop chungguilen.com nha các bạn ơi. Thì shop của mình là shop chính chủ nha. Và anh em muốn tìm những con ngặt nào hay là skin nào thì cứ nhắn tin trực tiếp cho fanpage nha, sẽ có người làm việc với anh em nha anh em ơi. Đâu rồi sắp đâm luôn em ơi. Phần này dù gì cũng được rồi, mình không sợ anh em đẩy anh em. Pha này dùng riêng cũng vinh mà. Pha này mình tăng trụ bộ hào, mình chơi luôn em. Pha này nó trụ nha. Đấy, bò thì cứ kệ anh em ơi. Pha này thì mình không thèm bò đâu. Hình như là con lính. Trời ơi, con lính nó chưa vào anh em ơi. Nó bắn thằng bệnh ra. Ông này thật sự chứ. Thôi trận đấu này vinh rồi anh em ơi. Và mời anh em đón xem trận thứ 3 nha. Hello anh em, thì đây là trận thứ 3 nha anh em ơi. Ấy, trời ơi, mới đầu game gì mà cứ mua vậy bạn. Trận thứ 3 này thì team mình bích tướng thì mình không dám nói trước anh em. Bởi vì cái kèo này bích tướng thì mình thấy team mình bích nó cũng hơi kiểu như nó giấy một chút. Nhưng mà được cái thì team mình có ông đi đắp thủ nhà thì khá là ngon. Thực sự mà xét về cái mặt mà độ trâu thì mình đánh giá cao team bạn hơn nha anh em. Nhưng mà ông ta ra này ông bị gì vậy ta. Bởi vì bên bạn có nhiều con tướng khá là ngon em, đặc biệt là Bian mà anh em biết rồi đó, Bian với Omen nó trâu giá man luôn anh em. Anh em chém là mẹ kiếm luôn á, mình nói thật. Cái gì đây ông ghi mà ghê vậy. Trời ơi, mới chưa đá rồi đây. Chết bạn ơi, pha đánh chết đây. Thôi xong rồi thằng Yuka. Thôi xong anh em ơi, pha này mình đi chân lạnh toát rồi. Pha này bỏ anh em ơi, làm lại từ đầu nè. Bắt ông thôi chứ anh em ơi, ngon. Bắt tiếp, bắt ông ra nè. Ngon anh em ơi, hai mạng ngon đó, ít ra phải vậy chứ anh em. Đó thì đầu game thì chết khá là ngu. Đó, nhưng mà mình nghĩ là tầm những giai đoạn mà từ những cái phút mà anh em đã có một hai mạng trong tay á thì bắt đầu anh em sẽ chơi được cái cảm giác tay nó hay hơn. Cái này là tùy theo người anh em. Thì bởi vì mà mỗi anh em mà anh em nào mà chơi mà chết mạng đầu thì có vẻ khá là chán, thì anh em sẽ bị xuống tinh thần.
Ở nhưng mà khi mà anh em ăn được một mạng hai mạng thì anh em bắt đầu sẽ lên tinh thần lại và đánh, mình cảm thấy rất là hay anh em. Thôi cái gì đây? Ơ, từ từ anh em ơi, mình dùng mẹo nha. Anh em đánh cái con này phải dùng mẹo đây nè. Mày nè, đấy. Từ từ anh em né hết anh em ơi. Anh em thấy không? Pha đó mình cố tình mình đi lên trước rồi mình đi lùi lại anh em. Tại vì khi mà cái bóng của anh em á, nó sẽ nhận diện sau khoảng một hai giây nha. Khi mà anh em vừa đi là bóng nó sẽ kiểu như là nó sẽ có một cái đường vết tạo ra, thì họ sẽ dùng vào cái đó là sự đáng hướng di chuyển nha. Anh em chỉ cần đi ngược lại hướng đó là anh em sẽ né được chiều khá là nhiều anh em. Thì cái mẹo này khá hay, anh em nhìn đi đó, anh em không? Khi mà anh em đi thẳng thì cái bóng nó sẽ đi và họ sẽ đoán, nhưng mà anh em phải đi ngược lại cái hướng mà họ nghĩ là anh em chạy nha, thì bảo đảm luôn mình nói thôi, họ sẽ không bao giờ biết được đâu nè. Thì những cái mẹo này mình đã làm cho lên cao khá là nhiều rồi. Ông ta ra ông bị gì vậy ta? Ông cứ đánh như Apka sao anh em ơi? Trời, đừng nói chuyện cuối Apka nha ông. Khoa này mình ăn 5 mạng rồi đấy, mình không muốn là mình là một người gánh team nữa đâu. Thực sự là gánh team thì nó cũng mệt em. Thứ nhất là anh em đánh nó không có thoải mái. Thứ hai là lúc nào cũng ở trong một cái trạng thái, anh biết trạng thái không? Là cái trạng thái sợ anh em. Sợ khi mà anh em chết á thì cái khả năng thua nó sẽ cao. Cái gì mà trâu vậy? Thôi xong rồi anh em ơi, khoa này lại đi chân lạnh toát nữa rồi. Thì đó chỉ là một trong những lý do mà mình nói anh em là phải nói rằng là Bia nó trâu giả man anh em, nó trâu cực kỳ. Nhưng mà mình là một người chơi sát thủ thì anh em đừng nên quan tâm vào những cái thằng mà đấu sĩ anh em. Anh em chỉ cần quan tâm cho mình là cái thằng AD là một nè, thằng Mid là hai. Chỉ cần anh em bắt hai thằng đó thôi thì những cái thằng còn lại nó sẽ thiếu đa anh em. Bởi vì cái đồ của tụi đó là và cái chức tướng nữa. Cái chức tướng là chức tướng tăng cơ. Dù anh em có lên đam đi chăng nữa thì đam nó cũng một chút xíu thôi, không bao giờ bằng được những vị tướng như là Mid hay AD anh em. Thì riêng về con Bian á thì nó vừa có đam mà vừa có tăng anh em. Phải nói rằng cái con đó là một con tướng mình cảm thấy nó ngoại lệ sao á, trâu lắm anh em. Tuy là lên tăng nha nhưng mà cực kỳ trâu luôn. Nhưng mà mình nghĩ trâu cỡ nào thì đánh là cũng chết thôi. Đây nè thằng gấu nè anh em thấy không, trời Yuka đầu game hộ báo cáo trồn lắm. Nhưng mà về tầm giai đoạn giữa game thì mình cảm thấy là bắt đầu không hề có tuổi mình nữa anh em. Tại vì hiện tại William nó chúng ta mình nghĩ là nếu như mà anh em thực sự mà muốn leo rank tốt hay là anh em muốn cày mà cày sao cày hàng á thì William là một con tướng lựa chọn khá là ngon cho anh em nha, phải nói thật. Bởi vì khi mà William có thánh kiếm là cái lúc đó nó sẽ ảo nhất anh em nhìn nè. Ôi trời, cái gì đây? Trời ơi, pha này anh em đừng nhìn nha anh em ơi. Pha này là lỗi kỹ thuật nha, đây. Pha này mới đúng kỹ thuật anh em. Đây. Một nè. Rồi, chạy đâu bạn ơi? Pha này bạn chết chắc rồi. Trời ơi, tóc biến lên ăn nữa thì chịu ấy ông ơi. Thèm mạng thế. Không công nhận ông này ông cũng thèm mạng em ơi. Nhưng mà thật sự thì mình cũng thèm nè. Pha đó thì ông không tóc biến lên ăn thì mình nghĩ mình đã ăn rồi á. Pha này bỏ em ơi. Pha này mình lui một dịp nha. Mình để mình binh cho ông AD ở văn phòng anh em. Còn lại mình sẽ đi farm nha. Mình sẽ đi farm từ màu đỏ sang màu xanh. Cố gắng farm càng nhiều càng tốt nè ơi. Bởi vì khi mà anh em chơi game á, anh em muốn mà nắm win thì anh em phải hiểu rõ cái quy luật của trò chơi. Thì trò chơi này là 5-5 thì bắt buộc phải có đồng đội anh em. Anh em đánh hay cỡ nào mà không có đồng đội thì chơi kiểu gì cũng thua em. Nhưng mà đổi lại được một cái là nếu như mà anh em xanh và anh em áo vàng thì anh em có thể làm cái điều ngược lại nha, là anh em có thể gánh team. Thì mình dám tự tin đảm bảo khẳng định rằng là nếu như mà anh em đã quá áo vàng team địch bên kia, anh em áo cỡ tầm 2-3k vàng á, thì về cái việc gánh team thì mình nghĩ là đơn giản thôi anh em ơi. Từ từ, pha này anh em cứ bình tĩnh nha. Anh em đừng thấy người ta thiếu thấp máu mà anh em xót thương mà anh em lao vào nha, anh em sẽ bị lộ sai đấy. Chết này bạn ơi, pha này thì chết chắc rồi, thằng ra rồi. Mình nhớ còn thằng ra mà đâu rồi ta, mình nhớ còn thằng thêm còn thêm một thằng ra anh em. Không lẽ thôi, mình nghĩ lắm anh em, mình nghĩ chắc cái pha đó thằng ra núp bụi dưới rồi. Thôi xong rồi, kiểu này toang. Pha đó mình không để map anh em ơi. Thôi bỏ Omen anh em ơi. Trời ơi thiệt chứ, đại trụ lén nhanh thật chứ. Ui Yuka nó xấu bài kìa anh em ơi. Yuka xấu bài nhưng mà lên đồ thì mình thấy lên đồ hơi sai nha. Lên chiếu gì hồn lên dạy kháng hướng nữa. Nếu mà gặp mình là Yuka thì mình sẽ lên cho mình là cái rìu anh em. Mình lên một cái rìu và mình lên cho mình từ từ anh em ơi. Lướt vô đây nè bạn làm gì. Mình quay làm sóc đam Yuka trước nha anh em ơi. Ôi bốc hơi luôn đây anh em không. Đây cho mà một trong những lý do mà mình nói anh em là nếu như mà gặp William hay là gặp bất cứ cái vị tướng nào mà có đam vật lý á, thì anh em hãy lên cho mình là cái giày hậu vệ nha. Bởi vì thực sự cái giày kháng hướng nó chỉ sử dụng cho những cái con tướng mà khi mà pháp sư anh em nó mà xanh thiệt là xanh luôn, thì anh em hãy nên lên giày kháng hướng. Và khi anh em gặp những vị tướng mà kiểu như là khó chịu như là con rắc hay là con Yudu, nếu như mà anh em tự tin vào cái kỹ năng của anh em thì anh em không cần phải lên đâu. Như mình nè,
thì mình thì thực sự thì mình cũng tự tin một phần anh em, nên mình không bao giờ mình lên giày kháng lớn. Mình chỉ lên là khi mà team bên bạn nó phải nói rằng là có pháp sư nó xanh cực kỳ á, may ra mình mới lên. Ví dụ như là con Yata nè, con Tulen nè, mình lên. Còn những cái con mà không có khả năng mà gây sát thương cho mình á thì mình không bao giờ mình lên anh em ơi. Anh em để đi, những cái trận nào mà mình cảm thấy mình sợ sợ mình lên nha. Sóc đạn nè, trời không chết, thôi xong rồi, kiểu này mình hơi ngông ta. Thôi xong rồi anh em ơi, đúng y chang luôn. Phải nói rằng pha đó tự nhiên mình lao vào khá là ngông. Thôi xong tay mình không chịu về. Ơ từ từ anh em ơi, đây có thần vật nè, đây mình lên luôn. Trời thấp máu, ngon anh em ơi. Trời tự nhiên là có hai mẹ ngon lành luôn em. Pha này mình đánh giá cao 10 điểm đó Huy nha. Em thấy không, Troy là một con tướng tạo sự bất ngờ cũng khá là cao anh em. Win hả? Mình nghĩ khó anh em, tại vì lính bây giờ chưa lên mà đòi win thì cũng hơi căng. Bởi vì thằng Omen nó ra anh em, thấy không? Lính nó còn chưa vào trụ nữa mà thằng Omen nó đã ra thì thôi xong bỏ anh em ơi. Pha này hiểu rồi anh em. Tại vì ông Tara ổng kêu ổng lắc đầu game thì pha đó không nên cứu anh em. Anh em thấy không? Đâu sai đâu. Bây giờ mới vào mà thôi bỏ anh em ơi. Giờ mới vào thì sao cứu được. À mà ổng còn anti á và cái pha đó không bị lắc thì mình cứu. Sóc đạp. Trời ơi, một cục máu. Ông này may mắn đấy chứ. Pha đó thì lúc mà mình đang sốc đam em là kiểu như đang trong cái tầm bị gọi là dính sát thương á. Thì ông đó ông muốn lướt cái chiêu 2 ra. Không phải, ông lướt cái chiêu 1 sao anh em. Đó, lướt chiêu 1 ra chạy được. Thì khá là may, ok. Hên cho bạn đấy. Không thôi bạn chết rồi á. Biết ngay mà, đấy không? Anh em phải dựa vào kinh nghiệm anh em chơi game nha. Thấy rồi ôi, chuối em ơi, ngon. 13 mạng cho mình rồi, đây nè, chết luôn rồi bạn ơi. Ui không chết à, thôi không chết thì bạn cũng chết thôi. Đâu ra đây coi. Mình nghĩ là trận đấu này là cái cúp mình giành chắc chắn rồi anh em ơi. Phải nói rằng là đánh 3 trận đầu game thì đánh cũng khó, nhưng mà tầm qua cái trận thứ 2 mà đã win rồi anh em, thì cái trận thứ 3 thì chắc chắn sẽ win thôi anh em ơi. Anh em thấy không? Thì anh em nào mà muốn mình lấy cúp ở tuần sau á thì nhớ inbox số Zalo và đặt chỗ trước nha anh em ơi. Tất nhiên tuần sau thì chắc mình nghĩ mình sẽ lấy cúp cho anh em thôi. Thì anh em nào muốn mình lấy cúp thì nhớ inbox cho mình nha. Bởi vì tuần sau mới mở cúp lại anh em ơi, chứ chủ nhật tuần này thì không có nha. Thứ bảy tuần sau mới có lại nha anh em ơi. Chị anh em coi đây thấy hay đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để xem những video sớm nhất tới tụi mình nha anh em ơi. Phải nói rằng cái cúp này nhìn cực kỳ đẹp anh em ơi. Bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ngày mai nha.